Chào thầy, con tên là Đặng Minh Hiếu, học sinh lớp 4A6, trường tiểu học Lê Văn Tám. Sau đây con xin trả bài các động tác. Thực hiện động tác nghiêng, nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau ạ. Động tác thứ nhất, nghiêng, nghỉ, nghiêng, nghỉ, nghiêng, nghỉ, nghiêng, nghỉ, nghiêng, nghỉ, nghiêng, nghỉ, nghiêng, nghỉ. Con xin chào bạn. Động tác thứ hai, quay phải. Quay sau ạ.